Cái này cao 1m8 này, tròn xe đấy, tán tròn 2 này, tán thì 1m2 này, để mình hiểu. Đấy. Thành gốc 20 này. Đấy. Một chuẩn chỉ có hương táo và vàng nó ra này. Đây về trong chậu. Đấy. Tán rất đẹp đấy. Đấy, vành 20, nó thoát nó chỉ hơn 10 tí thôi. Cái này chậu nhưng mà là bé. Mình cho chậu thơm lắm. Cao, chiều cao 1m8. Cái này thì là, ấy là cằn cành đây đẹp. Vườn đây nhưng mà nếu mà chọn được mỗi cây này cho nên chậu đẹp. Đấy, cây đấy tán nó tròn. Đấy, cái này vườn của mình. Nếu cây gốc to hơn thì nó cao lắm thôi. Đấy, và hôm nay không có nhà. Đấy nhá. Để hỏi xem là giá nó bao nhiêu tiền thì mua hộ cho cháu cây này nhé. Mua cho em cây này nhé.